Rồi, xin chào tất cả quý bà con và cô bác, quý khán giả nha. Thì hôm nay thì tôi đang ở tại một cái bể cá con mới bắt về. Khi nào có lóc thì cho ăn, bao lâu thì có thể mình đang được khi bắt về thì sẽ xử lý như thế nào. Mình sẽ quay cho bạn xem và các bạn coi clip để mình chia sẻ về vấn đề này nha. Rồi, bắt đầu. Thứ nhất là cái thứ nhất là bà con khi mà cá lóc về mới bắt về á, thì bà con nên xử lý là qua cái là tắm qua nước muối hoặc là tắm qua, thứ nhất là chúng ta nên tắm qua nước muối để sát trùng con cá lóc. Tại khi mà quá trình vận chuyển á, thì nó sẽ hạn chế được cái xây xác cũng như là lở lét cho con cá. Thì đây là điều này bà con nên chú ý. Cá lóc mà bao nhiêu ngày thì mình có thể trang được. Khi mà buổi lá cá lóc thì chúng ta nên bắt vào lúc buổi sáng sớm hoặc là chiều tối thì sẽ tốt hơn, tại giờ thời tiết đó, nó cũng rất là mát. Khi mà cá mà buổi sáng thì bắt vào buổi sáng thì giống nhất là chiều thì chúng ta cũng có thể chọn ăn cá ăn rồi. Chúng ta khi về chúng ta nên thứ nhất là chúng ta nên thay nước cho cá nó có oxy và nói chung là cái nguồn nước của mình nó sạch sẽ. Con thì rất là dễ bị nhiễm bệnh ha, cho nên là mình phải thay nước ngày sáng, trưa, chiều từ 3 đến 4 lần. Thì trong quá trình mình bắt về thì các bạn hỏi mình thì có nhiều người hỏi là bao nhiêu lâu thì có thể cho ăn được, thì có thể cho ăn trong ngày hôm đó hoặc là ngày hôm sau cho cá ổn định là xong mình cho ăn. Thì cho ăn thì mình cũng có thể trộn vitamin C cũng như là các vitamin C men rượu ruột thì là mình trộn cho ăn. Mình từ 5 đến 7 ngày thì cá sẽ hoạt động tốt hơn. Và mình quay vô chia sẻ ngày hôm nay thì có cái lóc vào buổi tối như thế này thì phải trong đèn chia sẻ luôn. Chứ thật ra mình cũng sợ là có dịp sẽ chia sẻ liền đó. Thì cá lóc là một loài cũng rất là dễ nuôi mà chúng ta cái bể rất là dễ nuôi mình, nhưng mà mình khi lúc đầu mình về là cái bể ương của mình á thì người ta cũng đã ương xong rồi, nhưng mà mình nuôi ra đó cái bể nhỏ thôi. Các bạn đừng nuôi cái bể to quá thì chúng ta sợ nó thay nước, chúng ta thấy là cái nước của mình nó rộng quá, cứ nghĩ là nước nó sạch. Các bạn nên thay nước thường xuyên ở cái bể nhỏ thôi. Bể của mình là khoảng là 2 x 2 là 4 m² thôi, bể rất là nhỏ, 4 m². Cái bể này thì mình thường xuyên thay nước, có thể là từ 4.000, 5.000, nó cũng trung bình là mình bắt khoảng 5.000 con, 5.000 con trên một cái bể. Trước thì 2 tháng thì cũng bắt, nếu mà nuôi theo kiểu mà gấu đầu thì mình nấu 2 tháng sau mình bắt, cứ phân phiên nhau hết thì mình sẽ bắt cá gì sẽ lúc nào cũng có cá mình bán luôn. Thì tại khu vực của mình thì không bắt thì nó không có gọi là bắt không liên tục, bắt không quá một lần xuất đi luôn, mà bắt kiểu từ ngày 30 kg, 50 kg, cứ hàng bắt chừng nào cho nó hết thôi. Thì chính vì vậy thì tụi mình khu vực của mình cũng như là nhà mình nuôi thì gấu đầu cách 2 tháng thì ta nuôi, bắt cân lái thì trung bình bắt khoảng 1 tháng là nó hết, thì nuôi khoảng một tấn cá trong một vụ, từ 5 tấn, tấn 1, tấn 2 thôi, tùy nó dao động đó, nằm trong cái khoảng dao động đó thôi. Có đà lứa thì đạt thì nó nằm trung bình là khoảng 1 tấn trên một lứa. Rồi, thưa bà con, thì phía sau tôi là một cái bể ương từ cá lóc mới nhập về. Nhập về thì mình sẽ bỏ trong cái bể ương như thế này, cũng có lưới và rào chắn xung quanh thì đều là tất cả là phải bao hết xung quanh hết, tránh trường hợp cho cá. Với mực nước của nó thì mực nước của cá thì mình không nuôi thì còn từ 10 đến 15 cm là được, không nhất thiết là phải mực nước đào nửa mét gì đó đâu, chỉ cần 15 cm là được. Mà quan trọng là chúng ta nên thường xuyên thay nước, giúp cá sẽ tốt hơn, bởi lợi tốt hơn và cá ăn mạnh hơn là nhờ sự thay nước của chúng ta. Cá ăn mạnh hay không là sự nước sạch rất quan trọng nha. Nước sạch, nước phải sạch thì cá nó ăn mạnh được và phát triển rất tốt, tránh trường hợp đó là lây bệnh nhiễm cái đường ký sinh trùng trong cái nguồn nước sẽ lây nhiễm. Và đây là những gì mà
sẻ trong cái clip này. Thì trời tối quá thì cũng thể là mình quay clip mà trong cái cá của mình cho mình xem được. Hồi nãy thì mình cũng có quay một cái đoạn video ngắn sẽ cho các bạn xem nha. Cá thì nó cũng bằng bằng chiếc đũa thôi, cái đầu chiếc đũa nó cũng rất là nhỏ, chưa bằng đũa thuốc nha, nó còn nhỏ lắm. Thì lúc đó bắt về thì như vậy thôi, người ta nuôi cho mình với cái giá thì còn từ 900 đến 1.000 đồng con, nó dao động cỡ đó thôi. Nhưng mình có lúc thì nói chung là ngay thì bắt cũng tầm 900 đồng trên một con. Thì các bạn nghĩ sao về cái mô hình này, mô hình nuôi cá lóc trên bể xi măng? Đây là về cái phần mình chia sẻ, đó là cá lóc con, giúp cho bà con cá lóc con thì có thể ươm về nuôi thì trong thời gian từ 5 đến 6 tháng thì có thể xuất bán được cá từ 5 lạng cho đến 8 lạng, trung bình là cỡ con nào cao thì khoảng 8 lạng, trung bình là thì nửa ký, sẽ đến dao động trong phần phần đó. Và trong đó có những số con nó nhỏ hơn như 3-4 lạng thì cũng có, những số đó thành phần ít, nó sẽ sai, nó sẽ không đều nha, sai thì nó không có đồng đều được. Chính vì mà sai không được đều cho nên chúng ta có nhiều bể, và hôm nay mình sẽ có nhiều bể. Buổi tối mình quay, các bạn không biết là có sai không, mình sẽ quay clip mình này nha. Thì trước khi mình sẽ nói là có nhiều bể, như là 1, 2, 3 bể gì đó, sau đó mình sang cá nhíp cá nhì, như thế đó thì chúng ta nên sang cá ra thì sẽ giúp cho cá nó mù lớn hơn, và tránh cái trường hợp là cá nó sẽ cắn lộn lẫn nhau, và có thể là con lớn nuôi con bé thì sẽ tránh cái trường hợp đó là hao hụt. Rồi các bạn nhớ nha, nuôi này chỉ vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem về cá lóc con mình mới nhập về như thế nào. Các bạn hãy xem hết cái clip này nha. Rồi bắt đầu thôi. Thưa bà con, thì cái lóc mình mới bắt về rất là còn nhỏ. Mình sẽ soi điện giờ ban đêm nè, thì các bạn mới thấy nè, có một con yếu nè. Thấy các bạn thấy không? Cái ánh đèn của mình, con yếu này sẽ dớt mình bỏ ra. Khi cái chỗ trại giống người ta bắt á, thì hôm trước mình còn đã có quay cái clip mà tới cái trại giống của A đội. Cái địa chỉ là ở Phú Lâm, thì Phú Lâm thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, thì mình là khu vực ở Phú Yên nha. Thì các bạn nào chia sẻ về vấn đề này luôn đó các bạn, cá rất là nhỏ đó, nhỏ xíu thôi, bể này bác còn 4.000 m², mình 4.000. Ghê không? Nuôi chặt không? Đấy các bạn, mực nước thì cũng không sâu lắm đâu, rất là ít luôn. Mình khi các bạn quay sát gì, quay sát gì rõ hơn nè. Đó các bạn, đèn pha cái đây là nó chói. Mình phải trợ sức ra cái đèn pin thì nó các bạn thấy rõ hơn nè. Các bạn thấy cái chút không? Rất là nhiều ha. Có một em đực nè, em đây chắc chắn là không có theo kịp đàn, chúng ta nên loại bỏ luôn. Rồi em này nữa nè, con này không ăn. Đúng rồi. Đây. Với cái đèn pin thì đó, các bạn thấy không? Con nhỏ này, trong cái còn cái đầu nó ốm, còn cái đầu không à? Con này nó không ăn. Con này bị ấy nè, một con bị hao nè. Thường thường hao thì cũng không nhiều, sẽ lác đác từ 5 đến 10 con, và những con yếu thì nó sẽ bị loại bỏ. Chúng ta cũng không nên tiếc và nuôi những con đó, chúng ta nên loại bỏ đi. Chính vì vậy thì nó sẽ cho những con khỏe mạnh sống thôi. Mình nuôi cá thương phẩm thì lựa chọn những con nào tốt nhất. Thank you.
Rồi ban đêm thì cá nó sẽ phân tán ra, nó không có theo bầy đàn nha. Và lúc buổi sáng mà cá nó đói thì nó sẽ bu lại thành bầy đàn. Và khi nó ăn quen rồi thấy người qua thì nó sẽ bu lại. Hồi nãy giờ thì Đức cũng đã chia sẻ và video về cá lóc con cho các bạn cũng đã biết về các mô hình nuôi cá lóc bể xi măng bằng khi cá lóc mới con mới nhập về thì chúng ta nên nuôi như thế nào, thì Đức cũng đã hướng dẫn và cũng chia sẻ về cái cách thức nuôi cá lóc con để có hiệu quả hơn. Có thể chia sẻ một phần nhỏ cho những người là muốn nuôi cá lóc trên bể xi măng để làm cái cơ hội cũng có thể là tạo cái tăng thu nhập cho gia đình của mình. Tại vì mỗi cái cách làm ăn cũng như chung là cái công ăn việc làm của mỗi người ở nông dân ở địa phương sẽ tăng cái nguồn thu nhập cho gia đình cũng có thể. Nếu các bạn nào thấy hay hãy đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi video của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng gặp lại trong những video sau. Chào và hẹn gặp lại các bạn.